là một người trải nghiệm khá là nhiều về gom sáp, cho nên hôm nay tôi vừa shopping được một cái mẫu gom sáp mới và để xem là chất lượng như thế nào nha. Giờ thì intro. Em này là cái mẫu sáp Alpha đến từ Megatron nha anh em. Đây anh em, tôi sẽ cho anh em coi cái chi tiết cái hộp nha. Đấy, cái hộp thì nhìn hơi bị xịn sò đúng không? Bây giờ mở bên trong thử nha. Khá là cứng nha. Đây chính là thành phẩm của em nó bên trong nha. Đấy, đây chính là tổng thể của chiếc hộp nha anh em. Đấy, một màu đen khá là huyền bí. Lớp này lớp bóng nha. Nhìn cái này nó hơi lệch một xíu thì phải. Và để xem bên trong như thế nào nha. Đây anh em. Đây là lớp sáp của chúng ta nha. Và để xem chất lượng của em này thì tôi sẽ test thử em này trên tóc của tôi luôn nha. Anh em lấy một lượng vừa phải thôi nha. Thường thì tôi lấy hình vòng cung như thế này nè, nó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng đến giữa ấy. Đó, thì tôi sẽ lấy một lượng vừa phải nha. Đấy, như đây là đủ ha. Đó, em sẽ chà nhẹ ra tay. Chà xong thì em thấy thơm anh em ạ. Em sẽ lên tóc. Đấy, tóc của mình thì vuốt kiểu sai bát vuốt rủi nha anh em. Có nghĩa phần này sẽ cong xuống nè. Đó, mình sẽ vuốt cái nếp trước nha. Đấy, cái nếp này nó sẽ bồng lên một xíu. Đấy, đấy anh em sẽ chia sai ra trước nha. Sau đó sẽ bẻ cái phần này vào. Có nghĩa là phần tóc mình nó sẽ cong xuống như thế này. Và sau đó phần này sẽ lơi lơi ra. Đấy, còn bên đây thì anh em có thể xúc xếp hoặc là út rút ép vô cũng được nha. Phần này mình sẽ ép vào. Đấy, sáp còn nè, thì mình sẽ rút ra sau ha. Đấy, nó sẽ như phần này. Đấy, và đoạn này mình sẽ tua nhanh một xíu nha. Vậy là xong rồi nè anh em. Đấy, cái phần tóc mình thì phần này nó sẽ nhô và nó sẽ kéo phần đường cong như thế này. Đấy thì nó sẽ như thế này. Đây là kiểu tóc của mình nha. Em Alpha này thì giữ nếp là giữ nếp high hold, cho nên là giữ nếp khá là cao nha anh em. Đây anh em có thể thấy nè, phần tóc của mình nè. Đấy, mới vuốt chút xíu thôi nó đã vô nếp hơi bị xịn luôn. Về độ bóng thì anh này vẫn cứ tạo có một cái độ bóng nhất định nè, anh em có thể thấy đúng không? Nó sẽ bóng vừa phải, nó không có quá bóng nhưng mà cái mấy kiểu cú vuốt như là kiểu in đập kết ấy. Một cái độ bóng vừa phải như thế này á thì quá là ok rồi. Tuy nhiên thì em này vẫn là chất sáp clay quartz nha anh em, là một chút clay và một chút quartz nha. Với chất sáp này thì mình thấy là nó vẫn không có nhiều cái độ quá cứng, cho nên là nó vẫn sẽ có một cái độ bồng bềnh nhất định nha anh em. Đấy, anh em vẫn còn thể sửa được tóc nha. Sau khi vuốt xong thì anh em có thể vẫn chỉnh sửa tóc như bình thường được nha. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì anh em nếu mà muốn vuốt lại thì anh em nên gọi đầu xong anh em vuốt lại sẽ ok hơn rất là nhiều ấy. Bởi vì mà vuốt lại lần nữa thì tốn khá là nhiều sáp và cũng như thì tốn thời nhiều thời gian lắm luôn ý. Và đặc biệt thì em này sẽ dành cho anh em tóc mỏng và trung bình nha anh em. Như là tóc tôi là tóc trung bình nè. Ấy nó không có quá dày cho nên là khi mà vuốt á thì nó sẽ lên nếp khá là nhanh và nó sẽ giữ cho anh em có cái độ dày nhất định. Anh em thấy không? Trước khi vuốt á thì cái đầu tôi sẽ hơi bị xẹp ấy. Còn sau khi vuốt xong thì đầu tôi sẽ dày lên như thế này và nó sẽ rất là bồng bềnh luôn. Thì nếu mà anh em nào mà tóc mỏng và trung bình thì nên sắm em này về nhà để có thể nó sẽ nâng cái nếp anh em lên và tóc sẽ bồng bềnh hơn. Còn nếu anh em nào mà chưa biết mà tóc mỏng, trung bình hay là dày như thế nào thì anh em cứ comment phía dưới thì mình sẽ giải đáp cho anh em là tóc mỏng, trung bình và dày sẽ như thế nào trong một video tiếp theo nha. Riêng về mùi hương á, thì mùi hương em này chính là Aroma Garden. Thì mùi hương này nó sẽ rất là nhẹ luôn và nó kiểu như mà nó khá là trầm ấy, cho nên là nếu anh em nào tinh ý á, thì có thể hửi ra cái mùi hương này. Còn không thì có thể anh em khi mà anh em mua về thì anh em sẽ có cảm giác như là nó sẽ không có mùi gì hết. Nhưng mà anh em yên tâm nha, thì em này sẽ tạo anh em một cái cảm giác rất là dễ chịu khi mà ngửi chứ. Và đó là tất tần tật về em sáp Alpha của nhà Megatron này. Nếu anh em muốn mua với giá tốt á, thì anh em tôi nếu anh em muốn mua với giá tốt á thì tôi sẽ để link ở phần mô tả nha anh em. Mình là Kenji và hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Bây giờ thì see ya.